gia chương trình iGroup. Hiện giờ con LTR này nó có một chương trình iGroup là nhận phân phối phân phát cho các bạn BRI là 5.000 euro LCR và 2.500 euro BTC. Và đầu tiên các bạn để tham gia phần link cho bạn link mô tả của mình và đăng ký một cái tài khoản các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký một cái name và email. Đầu tiên name Phan danh đi. 1234. Rồi địa chỉ email anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn chấp nhận vào tôi điều khoản nha các bạn. Tào lao ta. Rồi nha, nhấp vào chấp nhận tôi điều khoản hai cái nút màu xanh nha các bạn. Rồi các bạn bấm join now nha các bạn. Con này theo thông tin là 30 tháng 4 là tập cần này nó sẽ phân phối. Khoan cho nó kiểm tra một chút nha mà, kiểm tra gì chút xíu. Rồi, mình đã đăng nhập luôn nha các bạn. Rồi cái đây là link ghép của mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Khoan để mình vào mail một cái VIP ấy. Đây thì như các bạn làm nhiệm vụ để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Các bạn up lên một cái video nhận được 500 cần LCR nè. 100 nè, 50 nè. Bot Facebook rồi. Các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhấp vào mà làm nhiệm vụ là ok nha các bạn. Khoan để rồi để mình vào bên mail, nó có gửi mail vậy không? Là mình có login nha các bạn. Nên kết quả tài khoản. Chắc không quá. Rồi các bạn ơi, LCG nó gửi về một cái mail đây các bạn. Khi login các bạn nhận được 51 bên boy nè. Đây là nhiệm vụ nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình sẽ upload cái thông tin con website này theo cho các bạn sau nữa nha các bạn. Mọi thông tin từ website này. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.